À, cả nhà ơi, một cái mẫu mới của Củ Chi nữa nha cả nhà. Một con bulo nha, nhìn là thấy mùa xuân liền luôn á cả nhà ơi. Hôm nay là cũng gần Tết rồi nha cả nhà. Chỉ nhận đơn tỉnh là tới ngày 2 thôi. Còn ở thành phố thì em nhận tới ngày 28 nha. Ở thành phố em nhận tới ngày 28 luôn. Còn khách nào mà ở gần thì cứ tới trực tiếp giùm em nha. Rồi, con này là một cái mẫu mới bulo của Củ Chi nha cả nhà. Rất là đẹp luôn cả nhà. Nhìn là em liên tưởng tới cái hoa mai á cả nhà. Nhìn là mình tự nhiên mình liên tưởng tới cái cánh hoa mai liền luôn cả nhà. Rất là thích hợp để mà cả nhà mua mặt Tết nha. Cái mẫu này nó không quá nổi nha cả nhà. Những cái họa tiết nó rất là đẹp luôn. Có họa tiết màu đỏ. Đó, nó đi họa tiết monogram rất là sang cả nhà. Đó, không có bị quá nổi cả nhà ha. Đó, mặt lên vẫn rất là sang, rất là đẹp luôn mà rất là tươi nha. Đó, cổ thì rất là đứng phơm cả nhà. Phơm cổ bên em rất là đứng phơm. Cả nhà mình giặt máy thoải mái, không có sợ bị giãn, không có sợ bị rảnh nha cả nhà. Rất là đẹp luôn cả nhà. Và chất vải nó rất là mềm mịn ha. Đó, con này sang lắm cả nhà. Cúc áo là có khắc chữ nè. Tết nay cả nhà có thể cứ order một con này mặc Tết giùm em nha. Rất là đẹp giùm em luôn. Chất vải nè cả nhà, rất là mềm mịn nha cả nhà. Đó, em đưa gần cả nhà mình xem nè. Chất cực kỳ mềm mịn luôn cả nhà. Sờ vô là thấy mát luôn á cả nhà. Chất cô tông gai lỗ nha. Gai lỗ thì nó sẽ rất là thoáng mát nha cả nhà. Con này nó không có cái phần bo tay, cho nên là cả nhà mặc cực kỳ thoải mái giùm em luôn. Đó, con này mặc đẹp lắm cả nhà ơi. Cái phơm dáng này nha, mặc rất là trẻ trung giùm em luôn. Có mạc sườn, có cúc phụ cho cả nhà nha. Hàng cao cấp, hàng đẹp nha cả nhà. Cứ yên tâm chất lượng giùm em nha. Mua một con áo là đáng đồng tiền bát gạo luôn á cả nhà. Tem mát là chuẩn hãng 11 luôn cả nhà ơi. Đây, tem mát chuẩn hãng 11 giùm em luôn ha. Rất là sang nha. Cái này mà cả nhà mua tặng cũng đẹp nữa cả nhà. Từ 45 cho tới 90kg nha cả nhà. Từ 85 tới 90 thì mình cao trên 1m7 giùm em nha. Còn nếu như mà bình thường thì khoảng tầm 45 cho tới 85 là mặt là vừa chuẩn đẹp luôn. Đó, rất là đẹp cả nhà ơi. Con áo thẳng thớm cả nhà thấy không? Cái phơm dáng nó thẳng lắm cả nhà. Nó không có bị đùn, không có bị chảnh nha. Và cái phần lai áo nè, cái độ dài cũng vừa phải nữa, cho nên mặt nó sẽ không có bị dựng lên, nó không có bị quá ngắn hay là quá dài nha cả nhà. Đó, cả nhà mình cứ comment cân nặng chiều cao cho em tư vấn size nha.